Ôi rồi em bây giờ nó thật ra là ngồi đây nó mát đây này ừ, Có phải người giỏi người hạ giới đâu mà ấy, Mình thấy thế này nó rất là ấy nha Rất là thoải mái Chân đất này Ôi giời Đầu chân này Không phải anh có chịu được khối ấy. Chẳng qua là bản thân em từ trước đến nay cứ ngồi nhà nhá Nhà em ở trên tầng 2 Trên mái tôn Ngồi không Bình thường Nó đéo phải bật quạt Đây người ta phải điều hòa Anh chịu làm sao được Thế mấy tên nick mấy đi đâu về đâu Bảo thay đổi cái tên là đi câu cá để về nhà chỉ có hai chủ đề như thế thôi Thì không này cứ đặt cái tên nick rất là ấn tượng Cái tên là, là cái Thảo ấy à? Thảo, thảo gì? Thảo Ami ở Hải Dương đấy á à? Mẹ trả công có 3 triệu một tháng Ở đây làm 5, 600 nghìn một ngày không thích à? À nhưng mà ở đấy công nhận là cái cái Thảo nó, nó cũng xinh Lại gặp trai tân như này thì chịu làm sao được À thế thì được Nhưng mà đi xa như thế thì tiền xăng quá tội Đây này cái trò, cái trò này là nhiều khi là cái ngày xưa ở cái kênh này nhá rất nhiều người xem nhưng mà cái video ngày xưa thằng cú con nó 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 câu cá mà lên đến triệu tư <laughs> bây giờ mà muốn phát triển là khéo không phải đánh cờ nó bắt ngày nào cũng phải đánh cờ mình cũng không hiểu tại sao mà những đối tượng này mà cứ cứ suốt ngày suốt ngày đi câu cá <laughs> nhưng mà đấy là cái cái nói chung là sở thích với cả ai cũng thế phải có những cái niềm đam mê nó nó phải khác nhau thì nó mới là xã hội chứ ai cũng đi yêu cây okay như mình thì bố tổ dở hơi okay là... à, mình okay cứ, <laughs> em nói rồi này em cũng không yêu cây okay. mà cái lạ là em bây giờ em chả yêu cái gì nhá thật cái gì nó lửng lửng lơ lơ trái yêu một cái gì tức cái gì cũng ấy được cũng có mỗi cà phê vina à cái tức là thăng long mà tôi tôi hôm trước tôi định livestream về cái chủ đề là Thăng Long đã lật đổ Vinata Ba trong lòng tôi như thế nào <laughs> Hút Vina nó ho vỏ mẹ lên Ừ, Thấy. ừ đúng rồi mềm Ngày xưa nhá Thăng Long Nông... ừ, Thăng Long cũng thế Chứ à cái điền về đấy nè ừ. cũng thế khác mẹ à gì <laughs> Ui, ngày xưa là đòi là, là cái, cái cái chữ là chữ trắng à cái mà nói chung là cái cái giống ừ, hút thì khác mẹ gì nhau có mỗi nào, cái nó khác hoàn toàn đi. thế á à? sau nó sang cái này là nó nhiều mới có 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 mỗi cái, mỗi cái này ừ. mẹ sau một thời gian người ta người ta đã có đủ khách rồi thì người ta phải làm ăn chụp giật chứ ngày xưa vina mình thích là mình hút kiểu chỉ hút được vina sau một thời gian nó đủ danh số mà phát thế là nó lại làm đẻo làm đẻo thế nào hậu hút thế ho nên mình chuyển sang cái đợt đi này anh trịnh anh ấy mời cái vina hộp cơ nó mới nó mới ngon nó đắt hơn cả vina nó dần dần chuyển hết sang thăng long anh ấy cũng bị một thời gian này ba em dụ đấy, quay ra đấy. nó, làm sau một thời gian nó đủ kiểu nó đủ người theo dõi rồi thì nó lại làm kiểu chụp giật làm sao mà nó được như em ờ ừ, hóa ra là đi câu cá này là nhìn cái cái chấm chấm đỏ đỏ kia cái, cái phao à mình đây cứ nhìn cần phải <laughs> quay cho các ông nhìn phao đây này phao là ở đây này toàn đây là toàn doanh nhân đây là doanh nhân thành đạt này nhưng mà tôi nói thật là tôi ở đây nó rất nguy hiểm nó không dám nói khái ông nhiều khái đạp phát nó mẹ xuống đây này. là là mệt lắm rồi ra đi đi bán cây ông con thủy nó chửi Đó, anh em ở đây là ăn đậu này vui rồi ăn đậu nhưng mà đừng nhầm sang thức ăn của cá nha <laughs> nói, cái nhưng chỗ này nó rất là nguy hiểm mẹ nói cái phải đứng xa nói nói chung là nếu mà câu như này nhiều ông cứ, cứ bình luận mình là hỏi xem là mồi câu kiểu gì mới cách trộn ra sao chưa đối tượng này chưa vợ nha thôi đi ra đây không là à, cái hồ nó hơi vắng đợi lúc nào cái tiktok tôi nổi được cái rồi tôi like tôi tôi lại like cho, cho, cho cho mọi người đến đây cho vui Đã thi thoảng ông nào ông câu xong thế nào ông ấy hào hứng phấn khởi ông lại mua được một cái cây thế này anh em mình cũng mừng hồ câu 68 thằng thằng cu bạn hôm trước nó bị điện giật ở chỗ kia điện cao thế cưa bố nó qua khỉu thôi đi ăn đi nói chung nhiều nhiều thứ để bán lắm nhiều thứ để bán nhưng mà mình kiểu mình không có hứng rồi cho nên quay nói chung là các ông phải hiểu là nếu mà mình quay liên tục như này quay mấy tháng không hết các chủ đề À, mình cũng là cái cái người mà người ta cũng kiểu kiểu khi nói ra nó cứ nói chuyện câu này nhưng mà nó lại cứ đạo lý tràn đầy <laughs> đạo lý toàn hai danh nhân ba danh nhân thành đạt người nó nó là do sở thích cá nhân đấy không không bàn thêm về những cái vấn đề này ai cũng thế sau một thời gian người ta đấy thì thì người ta sau một thời gian người ta câu cá chán thì người ta lại chuyển sang cái khác Và kiếp này người ta thích câu cá kiếp sau người ta lại chán người ta lại làm cái khác có, có một thời gian mà mình nói thật ra là mình cái bên bây giờ cái gì cũng có thể bỏ được nhưng mà có mỗi cái hút thuốc mấy cả uống cà phê là chưa bỏ được rồi. À, đi làm còn phật cất đây này còn đi câu cá làm không hết việc khi mà làm không hết việc thì không nghĩ đến chuyện hưởng thụ mấy câu cá câu chứ vẫn còn nhàn cho nên là vẫn còn câu cá để ra phân tích nhà kép đã xong rồi cái tường vi giống nữa ông nào mua công trình ấy thì ghi giống